Mở đầu cho phần tin tức buổi sáng ngày hôm nay, xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi một vài bản tin xoay quanh màn tranh luận gay gắt giữa ông Trump và bà Harris, lần đầu tranh luận trực tiếp trên sóng truyền hình. Theo tổng thuật của chương trình, thì ông Trump và bà Harris đã có cuộc đối đầu trong cuộc tranh luận trên ABC, công kích nhau về hàng loạt vấn đề như là kinh tế, người nhập cư, quyền phá thai, chiến sự Ukraine, Afghanistan và xung đột giải Gaza. Cuộc tranh luận đầu tiên giữa ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump và ứng viên Đảng Dân chủ Kamala Harris diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 10 tháng 9 tính theo giờ của địa phương tại Trung tâm Hiến pháp Quốc gia tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania do ABC News tổ chức. Bà Harris đã chủ động tiếp đến để bắt tay ông Trump. Đây là điều khác biệt so với tranh luận Trump và Biden vào hồi tháng 6 vừa qua khi hai ứng viên không hề bắt tay nhau. Trả lời câu hỏi đầu tiên thì bà có nói bà có tin người dân Mỹ hiện tại sống tốt hơn so với 4 năm trước hay là không? Bà Harris đã nói rằng bản thân lớn lên trong gia đình trung lưu và là người duy nhất trên sân khấu này có kế hoạch nâng cao đời sống của tầng lớp trung lưu và lao động của Mỹ. Phó Tổng thống Kamala Harris cũng phê phán những chiến sách của ông Trump nhằm để cắt giảm cho các tỷ phú và tập đoàn lớn, nhấn mạnh điều này sẽ gây thâm hụt đến 5.000 tỷ USD đối với nước Mỹ. Ông Trump phản bác rằng bằng cách đề cập đến vấn đề lạm phát và người di cư trái phép, nền kinh tế tồi tệ vì lạm phát, chúng ta ghi nhận tình trạng lạm phát hiếm gặp dường như là tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ông Trump cũng chia sẻ, đồng thời đề cập đến tình trạng di cư bất hợp pháp rằng có hàng triệu người từ các nhà tù, trại giam, viện tâm thần đang đổ vào đất nước của chúng ta. Phó Tổng thống Kamala Harris tuyên bố những gì ông Trump để lại cho nước Mỹ là tình trạng thất nghiệp tồi tệ nhất kể từ khi đại suy thái. Cuộc tấn công nghiêm trọng nhất vào nền dân chủ kể từ thời nội chiến Mỹ và đại dịch khủng khiếp nhất một thế kỷ vừa qua. Theo bà, chính quyền Tổng thống Biden phải dọn dẹp mớ hỗn độn do Donald Trump gây ra sau 4 năm cựu Tổng thống nắm quyền ở Nhà Trắng. Sau khi bị bà Harris cáo buộc liên quan đến kế hoạch nguy hiểm, thì ông Trump khẳng định bản thân không liên quan đến dự án 2025. Tài liệu này gần đây trở thành mục tiêu để đảng Dân Chủ công kích đối thủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Sau những giây phút bình tĩnh, thì hai ứng viên bắt đầu tranh cãi qua lại sau khi cựu Tổng thống yêu cầu bà trả lời có ủng hộ phá thai ở 3 tháng cuối kỳ hay là không. Thế là bà sẽ đồng ý cho phép phá thai vào tháng thứ 7, thứ 8 và thứ 9 hay là sao? Ông Trump chia sẻ. Bà Harris cũng bực bội đáp lại rằng, thôi đi nào. Trump khẳng định lập trường ủng hộ lệnh cấm phá thai vào 6 tuần cuối và vấn đề sẽ được đem ra bỏ phiếu tại bang Florida. Cựu tổng thống cũng chỉ trích Tim Walz, phó tướng của bà Harris, vì lập trường ủng hộ cho phép phá thai và cáo buộc ông Walz ủng hộ giết đứa trẻ sau khi được sinh ra. Tuy nhiên, người dẫn chương trình ABC News Lindsay Davis đã phản bác phát ngôn của ông Trump, khẳng định không có bang nào coi việc giết đứa trẻ vừa sinh ra là hợp pháp cả. Theo cựu tổng thống, thì vụ ám sát hụt của ông vào tháng 7 vừa qua tại Pennsylvania xảy ra do bà Harris và các thành viên của đảng Dân Chủ khác gọi ông là mối đe dọa với nền Dân Chủ. Bản thân ông cũng cho rằng vụ bạo loạn tại đồi Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, Chủ tịch Hạ viện khi đó là Nancy Pelosi và Thị trưởng Washington Muriel Bowser phải chịu trách nhiệm về tình trạng an ninh không được đảm bảo. Trump cũng tiếp tục khẳng định ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020, dù người điều phối là David Muir đã chỉ ra rằng các thẩm phán khắp nước Mỹ đã bác bỏ những cáo buộc gian lận bầu cử mà ông đưa ra. Bà Harris cũng chớp thời cơ để công kích đối thủ. Donald Trump đã bị 81 triệu người sa thải, đó là rõ ràng. Và bà cũng nói, theo Harris, các lãnh đạo thế giới đều cười nhạo ông Trump vì không thừa nhận thất bại. Phó Tổng thống cũng chỉ trích ông Trump không nhận được sự ủng hộ từ những người làm việc dưới quyền và liệt kê các cựu quan chức đã chỉ trích ông Trump, phản bác và khẳng định những người này bị sa thải vì làm việc quá tệ. Về vấn đề Israel, ông Trump nói rằng bà Harris sẽ chẳng làm được gì đáng kể để đảm bảo quốc gia đồng minh của Mỹ không bị tổn hại. Nếu bà ấy trở thành tổng thống, tôi tin rằng Israel sẽ không còn tồn tại trong vòng 2-3 năm tới. Israel sẽ biến mất. Phó Tổng thống Kamala Harris cũng đáp lại bằng cáo buộc của ông Trump hoàn toàn không đúng sự thật, nhấn mạnh bà ủng hộ Israel trong suốt cuộc đời cũng như sự nghiệp của mình. Người điều phối David Muir đặt câu hỏi cho ông Trump có muốn Ukraine giành chiến thắng hay là không. Ông Trump không trả lời trực diện về vấn đề này mà chỉ bình luận, tôi nghĩ việc chấm dứt chiến tranh sẽ mang lại lợi ích tốt nhất cho nước Mỹ. Bà Harris trong khi đó tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ dành cho Ukraine. Ông Trump nói rằng bà đã được cử đến để thuyết phục ông Putin ngay trước khi Nga mở chiến dịch Ukraine. Tuy nhiên, bà Harris gọi thông tin này là dối trá.
Hiện giờ bà Harris cũng tìm cách tách rời bản thân khỏi ông Biden khi ông Trump tìm cách liên kết bà với các chính sách không được lòng người dân trong thời gian Tổng thống Biden đang tại vị và chỉ trích đối thủ đang hủy hoại nền kinh tế. Ông không chạy đua với Joe Biden, mà là với tôi. Bà Harris đáp lại ông Trump, những gì tôi mang đến là một thế hệ lãnh đạo mới cho đất nước chúng ta. Bà bày tỏ đồng tình với quyết định tranh cãi của Tổng thống Biden về việc rút quân khỏi ra Afghanistan năm 2021, đồng thời chỉ trích ông Trump xử lý quan hệ quốc tế bỏ qua chính quyền Afghanistan để đàm phán trực tiếp với Taliban. Phó Tổng thống Kamala Harris cũng không công kích trực diện ông Trump trong bài phát biểu kết thúc tranh luận, nhưng khẳng định người dân Mỹ vào ngày 10 tháng 9 đã chứng kiến hai tầm nhìn rất khác biệt cho đất nước, một tầm nhìn tập trung vào tương lai, trong khi tầm nhìn còn lại thì đang nỗ lực đưa nước nước trở về quá khứ. Chúng ta sẽ không quay lại đó. Cựu Tổng thống Mỹ cũng phát biểu sau cùng, nhắm vào những năm nhiệm kỳ phó tổng thống của đối thủ và lập luận rằng Harris sẽ trở thành lãnh đạo, chẳng làm nên được việc gì cả. Bà ấy cũng sẽ nói làm những việc này việc kia là tất cả những điều tuyệt vời. Thế tại sao bà ấy vẫn chưa làm được gì? Bà ấy là phó tổng thống 3 năm rưỡi rồi. Họ đã nói 3 năm rưỡi chỉ để chỉnh đốn vấn đề biên giới, tạo công ăn việc làm và tất cả những điều chúng ta đề cập. Và thế thì bây giờ tại sao bà ấy còn chưa làm được? Ông Trump chia sẻ. Trump kết thúc phát biểu bằng cách gọi bà Harris là phó tổng thống tệ hại nhất trong lịch sử của chúng ta. Thống kê CNN cho thấy ông Trump đã nói trong vòng 42 phút 52 giây, còn bà Harris thì 37 phút 36 giây. Sau khi màn tranh luận thì nghị sĩ Cộng hòa tỏ ra khá là thất vọng với màn tranh luận của ông Trump. Một số nghị sĩ đảng Cộng hòa đang than phiền về cuộc tranh luận giữa Donald Trump, thừa nhận ông đã bị đối thủ Kamala Harris chọc tức. Tôi rất buồn, Kamala Harris biết cách chính xác cần phải nói điều gì để mà chọc tức ông ấy. Tôi thất vọng khi ông ấy không thể điềm tĩnh như cuộc tranh luận trước. Một nghị sĩ đảng Cộng hòa giấu tên đã nói trên tạp chí Hill, tờ báo chuyên về Quốc hội Mỹ. Ông Trump và bà Harris vừa qua đã có một màn phải gọi là khắc khẩu nhau, gay gắt trên mạng. Đài truyền hình SET và International Home Shopping xin trân trọng giới thiệu dòng sản phẩm cao cấp thượng hạng Hắc Sâm từ công ty Gunsum Premium, độc quyền phân phối. Hắc Sâm khô là bước đột phá mới trong công nghệ sản xuất và chế biến nhân sâm của người Hàn Quốc. Hắc sâm được tinh luyện từ nhân sâm tươi Hàn Quốc 6 năm tuổi, trải qua 9 lần hấp sấy. Và trên thị trường hiện nay thì hắc sâm là sản phẩm chứa hàm lượng saponin cao nhất, vượt trội hơn hẳn hồng sâm và các loại nhân sâm khác. Hàm lượng saponin trong hắc sâm gấp khoảng từ 7 đến 30 lần hồng sâm. Hắc sâm gương sâm có công dụng như hồng sâm, nhưng mạnh hơn nhờ vào hàm lượng saponin vượt trội so với hồng sâm. Hắc sâm có tác dụng giảm các triệu chứng như mệt mỏi và tác dụng phụ, và đặc biệt kích thích giải phóng insulin, tác dụng làm giảm đường huyết và làm giảm các triệu chứng chóng mặt, đau ngực, khát nước, mệt mỏi, suy thận, hoại tử, v.v. Hắc sâm còn có tác dụng như là bảo vệ gan, hạ thấp cholesterol, giúp tăng hồng cầu, tạo mạch máu và giúp chống lão hóa, duy trì tuổi xuân. Hắc sâm đặc biệt thích hợp cho mọi lứa tuổi, nhất là với người cao tuổi. Đây chính là món quà biếu tặng đầy ý nghĩa cho sức khỏe cho mọi gia đình. Xin hãy liên lạc với chúng tôi, International Home Shopping, 1-888-688-2999. Ông Trump và bà Harris đã có một màn gay gắt với nhau vào ngày 10 tháng 9 vừa qua, trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên tại thành phố Philadelphia, cũng là lần đầu tiên hai người chạm mặt nhau. Hai bên trao đổi đầy căng thẳng về hàng loạt vấn đề như là kinh tế, quyền phá thai, an ninh biên giới, người nhập cư, xung đột Ukraine và dải Gaza, và cũng như là quyết định rút quân của Mỹ khỏi Afghanistan. Một nghị sĩ Cộng hòa khác tại Hạ viện cho biết nhiều người đang thất vọng vì ông Trump không thể giữ vững lập trường trong suốt cuộc tranh luận. Harris phát biểu như thể chúng tôi không biết gì về thực tế, nhưng làm rất tốt việc khiêu khích ông ấy. Trump nói về chính sách đúng, nhưng không thể giữ vững thông điệp, đó là không phải màn trình diễn tốt. Hàng loạt cơ hội đã bị bỏ lỡ, màn tranh luận không phải là thảm họa nhưng cũng không thật sự tốt, một nghị sĩ Cộng hòa nhận xét. Ông Trump trong khi đó khẳng định bản thân đã thể hiện rất tốt. Tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ và đó là cuộc tranh luận hay nhất của chúng tôi từ trước đến nay, cựu Tổng thống Mỹ đã chia sẻ cùng với Fox News sau màn tranh luận. Tuy nhiên, ông cũng chỉ trích những người điều phối tranh luận như là David Muir và Lindsay Davis của đài ABC News, cáo buộc họ thiên vị. Đó là cuộc tranh luận 3 đối với 1. Một số nghệ sĩ ủng hộ ông Trump bày tỏ đồng tình với quan điểm này. Ông ấy đang làm rất tốt về mặt chính sách, nhưng đây là cuộc tranh luận vô cùng bất công. Nghị sĩ Nicole Maliotakis đã viết trên mạng xã hội X.
Chiến dịch tranh cử của bà Harris thì tỏ ra vô cùng vui mừng sau cuộc tranh luận đầu tiên cùng với cựu tổng thống Donald Trump, nói rằng họ mong muốn có một cuộc tranh luận khác với ứng viên đảng Cộng Hòa. Trump cho biết nhóm của ông sẽ cân nhắc hơn về điều này. Bà ấy muốn tổ chức một tranh luận vì đã quá bị đánh bại trong vòng tối nay. Tôi chưa biết liệu chúng tôi có nên tổ chức thêm một cuộc tranh luận khác hay là không. Sau cuộc thăm dò nhanh của CNN, thì vừa qua, màn tranh luận hiện giờ cho thấy 2 phần 3 người được hỏi là tín nhiệm bà Harris vượt trội hơn so với ông Trump. Kết quả cũng cho rằng 96% người ủng hộ bà Harris tin tưởng ứng viên của họ làm tốt, trong khi 69% người ủng hộ ông Trump cho rằng cựu tổng thống đã có một buổi tối tuyệt vời. Bà Harris đang được đánh giá cao hơn ông Trump khi liên tục dồn ép khiến cho đối thủ phải rơi vào thế phải giải thích trong cuộc tranh luận đầu tiên. Cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris bước vào cuộc tranh luận vào tối ngày 10 tháng 9. Rõ ràng Harris đang cố gắng thể hiện quyền lực, thái độ nghiêm túc và trưởng thành. Tôi nghĩ bà ấy làm khá là tốt. Martha Johnson, giáo sư của ngành chính phủ tại Đại học Northeastern bình luận. Màn hình chia đôi góc máy có lợi cho Harris, Johnson chia sẻ. Bà ấy là một người phụ nữ thấp bé, còn ông Trump thì khá cao. Thường thì trong chính trị, chiều cao rất quan trọng và với màn hình như vậy, có vẻ như là cùng chiều cao và kích thước, qua đó làm tăng thêm sự nghiêm nghị cho bà ấy. Về vấn đề tuổi tác thì Phó Tổng thống Kamala Harris 59 tuổi và cựu Tổng thống Donald Trump 78 tuổi cũng được thể hiện khá rõ ràng khi mà chia đôi trên màn hình. Ông Trump có lợi thế trước ông Biden về khía cạnh này, nhưng giờ đây thì lại trở nên yếu thế khi mà ông Trump trông thật là già, nhà báo Dana Bash của CNN bình luận. Harris bắt đầu tranh luận bằng cách là chỉ trích vấn đề như là thuế bán hàng của Trump đối với tầng lớp trung lưu. Bà ám chỉ kế hoạch tăng thuế với hàng hóa nhập khẩu mà cựu tổng thống đang theo đuổi, cho rằng nó sẽ khiến cho giá cả sản phẩm tăng cao, tạo gánh nặng cho các hộ gia đình. Vấn đề phá thai cũng được thúc đẩy cuộc trao đổi kéo dài giữa hai ứng viên. Đỉnh điểm là màn đấu khẩu và điều phối của Lindsey Davis phải rơi vào thế bác bỏ, tuyên bố sai từ ông Trump, cho rằng một số bang cho phép giết trẻ sơ sinh sau khi chào đời. Venus Ginseng USA là công ty đầu tiên nghiên cứu, sản xuất và đưa hắc sâm Hàn Quốc 6 tuổi vào Hoa Kỳ. Sản phẩm hắc sâm được đài truyền hình SET bảo chứng về chất lượng. Hắc sâm cao cốt 240 g với hàm lượng ginsengoside cao nhất trên thị trường, với công dụng bồi bổ cơ thể, nâng cao trí nhớ, giảm cholesterol và cải thiện bệnh tiểu đường. Giá 360 đô mua 2 tặng 1. Hắc sâm nước cô đặc Power Time hộp 30 gói rất tiện dụng, giá 180 đô mua 2 tặng 1. Hắc sâm viên tinh chất 180 viên, giá 320 đô mua 2 tặng 1. Venus Ginseng Beauty Forever là sản phẩm kết hợp giữa hắc sâm 6 tuổi và những liệu chất tuyệt vời. Sản phẩm với hai dạng, viên tinh chất giá 270 đô hộp 180 viên, dạng nước giá 260 đô hộp 30 gói, mua 2 tặng 1. Ngoài ra, khi order các sản phẩm hắc sâm Hàn Quốc, quý khách sẽ còn được nhận thêm nhiều quà tặng hấp dẫn, giá trị và đầy bất ngờ. Venus Ginseng USA, liên lạc order tại 714-868-6868 hoặc order online tại sethomeshopping.com.